Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Cà Phê Lên. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Triệu tỷ mét khối nước đổ về đập Tam Hiệp, sông Dương Tử có thể nhấn chìm Trung Quốc. Ghi nhận từ báo Lao động, sông Dương Tử ở Trung Quốc, con sông lớn và quan trọng với đập Tam Hiệp chắn ngang, đang đối mặt với trận lũ lụt thứ 3 trong năm 2024. Theo thông tin từ Tân Hoa Xã, cơn bão số 3 Gami đã gây ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng dọc sông Dương Tử và mực nước tại trạm Lian Hua Tang, điểm quan sát chính ở trung lưu sông, đã đạt mức cảnh báo 32,5m vào lúc 18h50 ngày 29 tháng 7. Đây là một dấu hiệu cho thấy tình hình lũ lụt đang trở nên ngày càng nghiêm trọng. Trước tình hình khẩn cấp này, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã triển khai các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, đặc biệt là tại tỉnh Hồ Nam, nơi đã xảy ra nhiều vụ vỡ đê nghiêm trọng. Bộ đã kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 cho tỉnh Hồ Nam và cấp độ 4 cho các tỉnh Giang Tô, An Huy và Giang Tây. Để đảm bảo hiệu quả của các nỗ lực cứu trợ, các nhóm công tác và chuyên gia đã được cử đến Hồ Nam để chỉ đạo và hỗ trợ các biện pháp phòng chống lũ lụt. Ngoài việc tổ chức cứu trợ, Bộ Thủy lợi cũng đang đẩy mạnh công tác giám sát và cảnh báo sớm, tăng cường tuần tra các đê và hồ chứa nước, và đặc biệt là tập trung vào việc phòng ngừa lũ lụt trên các sông nhỏ và lũ quét. Trung Quốc áp dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp với 4 cấp độ, trong đó cấp 1 là mức cao nhất và nghiêm trọng nhất. Báo chí SCMP ngày 29 tháng 7 đưa tin, tình trạng mưa lớn ở tỉnh Hồ Nam đã dẫn đến 3 vụ vỡ đê trên sông Nguyên Giang trong chưa đầy 20 giờ, gây thiệt hại nặng nề và buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Cơn bão số 3 Gami đã khiến mực nước dâng cao đến mức kỷ lục, nhấn chìm tầng 1 của nhiều ngôi nhà và làm ngập cả thân cây ở hai bên bờ sông. Trước đó vào tối 28 tháng 7, lũ lụt đã gây ra 2 vụ vỡ đê khác cũng trên sông Nguyên Giang, ảnh hưởng đến hơn 4.000 người. Hiện tại, 15 tỉnh của Trung Quốc đang trong tình trạng báo động khẩn cấp do mưa lớn và lũ lụt kéo dài. Cơ quan khí tượng Trung Quốc CMA đã kêu gọi các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lớn và thời tiết khắc nghiệt sau cơn bão số 3 Gami. Dự báo rằng mùa lũ và mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài đến tháng 8 với khả năng hoạt động của bão gia tăng. Giới chức cũng đã cảnh báo về nguy cơ tiềm tàng của mưa lớn đối với sản lượng ngũ cốc ở Đông Bắc Trung Quốc, khu vực quan trọng trong sản xuất ngũ cốc của đất nước. Tình hình hiện tại đòi hỏi sự phối hợp và ứng phó nhanh chóng từ các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm an toàn cho người dân. Việc theo dõi liên tục và triển khai các biện pháp ứng phó hiệu quả là rất quan trọng trong việc xử lý tình trạng lũ lụt nghiêm trọng này và đảm bảo sự ổn định cho cộng đồng bị ảnh hưởng. Bão Gemi gây lũ quét nghiêm trọng, hơn 27.000 người phải sơ tán ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Bão Gemi, cơn bão mạnh nhất của năm 2024, đã gây ra mưa lớn liên tục ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, gần biên giới với Triều Tiên, dẫn đến tình trạng lũ quét nghiêm trọng. Theo thông tin từ VTV Online, bão Gemi không chỉ khiến giao thông đường sắt bị gián đoạn, mà còn gây ra nhiều trận lở đất ở các khu vực khác của Trung Quốc. Ngày 28 tháng 7, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin về tình trạng khẩn cấp và thiệt hại nghiêm trọng do bão gây ra. Trong nỗ lực cứu hộ, hai quan chức, trong đó có phó thị trưởng thành phố Lâm Giang thuộc tỉnh Cát Lâm đã bị mất tích. Chính quyền địa phương cho biết hơn 27.000 người đã phải sơ tán và hàng trăm nhà máy đã ngừng hoạt động do lũ lụt nghiêm trọng. Mặc dù lốc xoáy từ bão Gemi đã tan vào ngày 28 tháng 7, nhiều khu vực của Trung Quốc vẫn đang trong tình trạng cảnh báo cao về nguy cơ lũ lụt. Các nhà dự báo thời tiết cảnh báo rằng những đám mây lớn còn sót lại của bão Gemi có thể tiếp tục gây mưa trên các thành phố vốn đã bị ngập lụt. Bão Gemi đã đổ bộ vào tỉnh ven biển Phúc Kiến vào ngày 26 tháng 7, mang theo mưa lớn và gió mạnh khi bắt đầu di chuyển từ bờ biển Đông Nam vào vùng nội địa đông dân cư. Tỉnh Cát Lâm, giáp với Triều Tiên, đã nâng mức cảnh báo về mưa lớn và lũ quét vào sáng 28 tháng 7, yêu cầu đóng cửa các trường học, nhà máy và doanh nghiệp để đảm bảo an toàn cho người dân. Chính quyền địa phương cảnh báo rằng thảm họa lũ lụt lớn có thể xảy ra và các cơ quan chức năng đang làm việc không ngừng để giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Tại miền Nam Trung Quốc, một trận lở đất nghiêm trọng gần thành phố Hoành Dương thuộc tỉnh Hồ Nam vào sáng ngày 28 tháng 6 đã gây ra thiệt hại lớn. Trận lở đất đã khiến 18 người mắc kẹt, trong đó 6 người đã tử vong và 6 người bị thương đã được giải cứu. Các nỗ lực tìm kiếm những người mất tích vẫn đang được tiến hành và tình hình vẫn đang trong trạng thái khẩn cấp. Các dịch vụ đường sắt đã bị đình chỉ ở tỉnh Quảng Đông và đảo Hải Nam
mặc dù một số tuyến đường sắt chở khách đã được khôi phục hoạt động ở các tỉnh phía Nam như Phúc Kiến và Giang Tây khi bão di chuyển về miền Bắc. Bão Jemmy trước khi tấn công Trung Quốc đã gây ra hàng chục cái chết ở Đài Loan, Trung Quốc và làm tình hình mưa theo mùa ở Philippines trở nên tồi tệ hơn. Ở tỉnh Phúc Kiến, gần 630.000 người đã bị ảnh hưởng, với gần một nửa trong số họ phải di dời. Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã cung cấp thông tin chi tiết về tình hình khẩn cấp hiện tại và những nỗ lực đang được triển khai để khắc phục thiệt hại. Mặc dù bão Jemmy đã rút đi, những hậu quả của nó vẫn để lại dấu ấn nặng nề trên nhiều khu vực của Trung Quốc và công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả sẽ cần một thời gian dài để hồi phục hoàn toàn. Dự báo mùa bão 2024, cơn bão mới đang tăng tốc. Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NHC, mùa bão Đại Tây Dương 2024 sắp có sự trở lại đáng chú ý với khả năng xuất hiện của một cơn bão mới trong tuần này. NHC đang theo dõi một vùng áp thấp ở phía đông quần đảo Lesser Antilles với xác suất 40% rằng vùng áp thấp này có thể phát triển thành bão trong vài ngày tới. Dự kiến khi vùng áp thấp di chuyển về phía Tây Tây Bắc vào vùng Caribbean, các điều kiện sẽ trở nên thuận lợi hơn cho sự hình thành và phát triển của cơn bão, thông tin từ báo Lao động. Theo bản tin mới nhất của NHC, các điều kiện môi trường dự báo sẽ trở nên thuận lợi hơn và áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên vào khoảng giữa tuần khi hệ thống này ở gần hoặc trên quần đảo Leeward phía Bắc, quần đảo Greater Antilles hoặc phía Tây Nam Đại Tây Dương. Việc cơn bão mới có thể xuất hiện đánh dấu sự kết thúc của một khoảng thời gian yên tĩnh trên đại dương sau khi các cơn bão đã tạm dừng trong vài tuần qua. Trong thời gian gần đây, một đợt bụi từ sa mạc Sahara đã làm giảm sự hình thành của bão ở khu vực Đại Tây Dương. Bụi Sahara cùng với không khí khô đã hạn chế sự phát triển của các xoáy thuận nhiệt đới kể từ khi siêu bão Beryl tấn công Texas hơn 2 tuần trước. Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA, không khí xung quanh lớp bụi Sahara có độ ẩm thấp hơn khoảng 50% so với không khí thông thường, gây khó khăn cho việc hình thành mây và các hoạt động giông bão cần thiết để hình thành bão nhiệt đới. Bụi Sahara và không khí khô thường xuất hiện trong 2 tháng rưỡi đầu mùa bão, góp phần hạn chế sự phát triển của các xoáy thuận nhiệt đới. Trong khoảng thời gian từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 7, 3 cơn bão Alberto, Beryl và Trish đã hình thành thành công bên ngoài các vùng bụi Sahara, nhưng sự phủ bụi đã ngăn cản sự hình thành bão trong thời gian gần đây. Trung tâm dự báo thời tiết của Fox dự đoán rằng các điều kiện không thuận lợi cho bão sẽ biến mất vào đầu tháng 8, mở đường cho hoạt động bão gia tăng. Theo các mô hình dự báo của NOAA, chu kỳ khí hậu định kỳ gọi là dao động Madden-Julian MGO sẽ mang lại điều kiện khí quyển thuận lợi hơn cho sự phát triển của bão nhiệt đới và bão cuồng phong ở Đại Tây Dương trong nửa đầu tháng 8. MGO có thể dẫn đến sự gia tăng hoạt động bão ở các khu vực có mưa tăng cường, không khí bốc lên và giảm hoạt động bão ở các khu vực bị ức chế, không khí chìm. Các mô hình máy tính hiện tại cho thấy rằng vùng mưa tăng cường liên quan đến MGO sẽ di chuyển qua Đại Tây Dương nhiệt đới vào đầu tháng 8, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của bão nhiệt đới. Dù không có gì đảm bảo, dự báo này cho thấy có khả năng sự hình thành bão sẽ gia tăng so với những tuần gần đây, đánh thức mùa bão 2024 với tiềm năng cao hơn cho sự xuất hiện của các cơn bão mới trong những tuần tới.